Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Soi chi tiết Mazda CX-8 giá từ hơn 1,1 tỷ đồng, cạnh tranh với Hyundai Santa Fe. Mazda CX-8 được coi là đối trọng đáng gờm của Hyundai Santa Fe trong phân khúc crossover SUV 7 chỗ với giá trên 1 tỷ đồng. Taco đã chính thức xác nhận phân phối mẫu xe Mazda CX-8 vào thời gian tới tại thị trường Việt Nam. Giá xe tuy chưa được công bố, tuy nhiên, phía đại lý đã tiết lộ mức giá dự kiến cho 3 phiên bản CX-8 Deluxe, Premium 2VD và Premium AVD lần lượt là 1 tỷ 149, 1 tỷ 269 và 1 tỷ 319 triệu đồng. Trong tầm giá như vậy, Hyundai Santa Fe sẽ là đối thủ có sức cạnh tranh lớn với Mazda CX-8 khi mẫu xe Nhật được bán ra thị trường. Nói về kích thước, đây sẽ là lợi thế của Mazda CX-8 khi so sánh với Hyundai Santa Fe, được phát triển từ khung gầm của CX-9, CX-8 có chiều dài cơ sở tới 2930mm, lớn nhất phân khúc. Kích thước tổng thể dài rộng cao của xe lần lượt là 4900, 1840 và 1730mm, trong khi đó kích thước của Santa Fe 4770, 1890 và 1680mm, chiều dài cơ sở 2765mm. Chiều dài cơ sở và tổng thể lớn hơn giúp cho không gian 3 hàng ghế bên trong xe CX-8 hứa hẹn sẽ rộng rãi hơn so với Hyundai Santa Fe. Hàng ghế thứ 3 của Santa Fe vẫn chưa được đánh giá cao về không gian để chân. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng đầu xe và khoang máy của Mazda CX-8 dài khiến phần không gian còn lại không tạo nhiều điểm khác biệt. Nói về động cơ, Hyundai Santa Fe có hai tùy chọn động cơ xăng và diesel, máy xăng 2,4 lít cho công suất 185 mã lực và mô men xoắn 241 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, máy diesel 2,2 lít cho công suất 197 mã lực và mô men xoắn 441 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Hyundai vốn nổi tiếng với động cơ dầu. CX-8 tại Việt Nam được trang bị duy nhất động cơ xăng 2,5 lít giống với CX-5 có công suất 188 mã lực và mô men xoắn 251 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản diesel 2,2 lít không được đưa về nước. Đối với Mazda, máy xăng nổi tiếng hơn với độ êm ái tiết kiệm nhiên liệu. Cả hai xe đều có tùy chọn dẫn động cầu chiếc hoặc là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Về trang bị khác, tại thời điểm này, trang bị của CX-8 chưa được công bố. Tuy nhiên, bán hàng tại đại lý nhận định CX-8 hứa hẹn sẽ có những công nghệ như CX-5, ví dụ như ghế chỉnh điện, có nhớ vị trí hệ thống Mazda Connect với âm thanh Bose 10 loa, đèn chiếu sáng LED, tính năng an toàn chủ động tiên tiến gồm có cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường HUD và có thể có camera 360 độ. Hyundai Santa Fe đa dạng hơn về trang bị nội thất như có sạc không dây, sưởi và thông gió ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, nhưng các tính năng an toàn tiên tiến sẽ ít hơn so với CX-8 bởi mẫu xe này chỉ có cảnh báo điểm mù. Nói về giá bán, mức dự kiến cho 3 phiên bản của Mazda CX-8 từ 1 tỷ 149 cho tới 1 tỷ 319 triệu đồng. Tư vấn bán hàng cho biết giá này đã gần sát với thực tế, xe Mazda được bán tại đại lý với đúng giá niêm yết mà Thaco đưa ra. Giá đề xuất của 6 phiên bản Hyundai Santa Fe dao động từ 995 cho tới 1 tỷ 245 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán đàm phán với đại lý hiện nay cao hơn khoảng 30 cho tới 50 triệu đồng. Giá xe lên xuống tùy theo nhu cầu của thị trường, thời điểm nóng chênh lệch tới 130 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Dòng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.